tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ quay một cái video để báo giá hàng còn nha. Và trước khi báo giá hàng còn thì mình sẽ báo giá bao bì trước ha. Tại vì trong cái video hàng mới mình chưa có quay bao bì. Thì đây là bao kiến có giá là 5.025 bé, cũng vẫn là như giá cũ ha. Còn túi zip là cũng 5.025 cái luôn. Rồi tiếp theo là những cái bao mà dành cho sushi to, là những cái bé như thế này, là 5.020 cái nha. Mình có sỉ cái bảng sỉ từ 100 cái, sẽ có giá là rất là rẻ luôn. Còn đây là bao bì được kèm theo khi mà các bạn mua sushi to ha. Còn nếu mà bán lẻ thì bé này có giá là 3.500 một em. Còn bé bao to này sẽ có giá là 4k. Tại vì bao bì này rất là dày nên là giá nó cũng hơi đắt ha. Đầu tiên thì mình sẽ báo giá những cái bé từ phía bên đây qua ha. Đây, mình có một bé bánh vàng, nó có cái số gì ở phía trên á, thì bé này có giá là 20.000. À 15.000 chứ, 15.000 nha. Rồi, tiếp theo là một bé ngôi sao Pikachu, thì các bạn gọi là bé ngôi sao cũng được. Chất này là chất Indo nên là nó rất là chậm tăng ha. Thì bé đó cũng, bé này có giá là 13k. Và hai cái mặt thú, một cái là hàng bơm với lại là một cái là hàng còn. Thì mặt thú này có giá là 13.000. Đó, rất là xinh, kèm móc khóa sắt nha mọi người. Nên là các bạn có thể treo ở đâu cũng được. Hai cây kem như thế này, hai cây kem thì có giá là 13.000 một cây luôn. Mình còn hai màu nên là mình sale ha. Đây sẽ được kèm móc khóa ở phía trên đây. Thì bé tiếp theo là mình có bé chanh. Chanh này là chanh hàng tốt nha. Thì bé này có giá là 20k. Đó, rất là slow luôn. Và một bé măng cụt. Măng cụt này cũng có giá là 20.000. Măng cụt này là măng cụt chính hãng ha. Đó. Tiếp theo là mình có thú ú. Thú ú thì cái bé này nó bị lỗi ở cái ngay cái phần này nha. Đây để mình nè. Đây nha mọi người. Đó, nó bị hơi rách một ít ở ngay cái phần đó. Ngoài ra thì nó còn bị hơi vàng vàng ngay mấy chỗ nữa. Nó cũng không có nhiều lắm. Thì bé này có giá là 30k. Khi mua thì mình sẽ kèm bao kiến nha. Tại vì mình đã sale lỗ rồi nên là không có kèm những cái bao kia được. Còn những bé này là 100% không bị gì hết. Đây, kèm cho các bạn một cái bé, một cái tấm như thế này. Thì có giá là 35k nha. 35.000 một em là giá cực kỳ rẻ luôn á. Đây, thú ú đồng giá là 35.000. Rất là mềm và thơm cực luôn. Thì cái bao bì nó đã nhăn rồi nên là khi mà các bạn mua những cái bé thú ú này, mình sẽ kèm cho các bạn những cái bao kiến ha. Đây, 35k đồng giá luôn. Mình quay như thế này thì các bạn mua mẫu này các bạn có thể chụp màn hình lại. Rồi, tiếp theo là một bé gấu. Bé gấu này chất nó cũng mịn y như là bé thú ú luôn. Nhưng mà nó bị lỗi nha cái phần cổ á. Đây, nó không có bị nứt hết đâu nha mọi người. Thì bé này có giá là 25k. Đó, khá là to nha chứ không có hề nhỏ luôn. Rồi một bé lật đật. Mình còn một em lật đật nè. Lật đật này là màu hồng, rất là mềm luôn nè. Thì bé này có giá là 25k một bé. 25k nha. Kế tiếp là mình có một em. Cái này là cũng không biết gọi là gì nữa, nên là các bạn cứ chụp màn hình ha. Đây, chất rất là đặc luôn. Thì nó bị lõm ngay cái phần tai, mà nó mình đã dán lại rồi nên là rất là chắc. Thì bé này chỉ có giá là 35.000 thôi, rất là to luôn nha mọi người. Tiếp theo là một bé bắp rang bơ. Đây, bé này là mình còn một bé rất là mềm luôn nè. Thì được kèm bao bì rất là xịn sò ha. Thì bé này có giá là 35.000. Rồi một hộp sữa. Hộp sữa rất là chậm tăng luôn ha. Thì hộp sữa này có giá là 38k. Và tiếp theo là một bé cù âm trăng. Thì mình cũng còn một bé màu hồng. Đây, chất rất là mịn và tốt luôn. Thì bé này cũng có giá là 38k. Tiếp theo ở cái rổ này thì là mình còn chuối nha. Chuối này thì có giá là 20k một em. Đã, 20.000 một em nha. Một bé này là bé cú nè, cú màu hồng luôn. Thì bé này
này có giá là 30.000. Một cái bánh kem cầu vồng có giá là 40k. Và một cái cái bé này các bạn đặt rồi. Và cuối cùng là những cái bé mini. Thì mini là mình còn 36 em. Hồi nãy mình mới đếm là còn 36 em, nên là mình có sỉ 10 em và 20 em nha. Thì sỉ 10 em thì các bạn sẽ được kèm những cái bao bì thế này, là vô một cái combo 10 bé, kèm cho các bạn là 10 cái bao bì kiến và 10 cái móc khóa luôn. Còn nếu mà combo 20 em thì là sẽ được kèm cái bao bì to khác nha. Combo 10 em thì có giá là 85k, combo 20 em sẽ có giá là 80.000. Đó, tại vì mình chỉ còn có nhiêu đây thôi nên là sỉ cũng không có được nhiều ha. Và lẻ mỗi em mini chỉ đồng giá là 9k một bé thôi. Đó, rất là xịn sò luôn. Đây, đầu tiên là cái mẫu mạng thầu tiên cá này, là mình còn hai bé luôn. Số lượng là mình cũng báo trong video này luôn ha. Mạng thầu tiên cá thì đồng giá là 9.000 hết, nên là mình cũng không có nói giá chi ha. Tiếp theo là những cái bé bánh cắn dở như thế này. Mình còn màu hồng nè, màu xanh rất là mềm luôn, màu cam, màu xanh lá. Đó, các bạn chụp màn hình lại ha. Xanh lá nè. Đây có 4 màu. Tiếp theo là mạng thầu má hồng. Mạng thầu má hồng thì mình còn hai bé luôn. Bên đây là một bé bánh khối. Bé này là lạc trôi lâu luôn á. Thì bé này là hàng bơm á. Rất là nhiều bạn hỏi bé này luôn. Là mình có một bé duy nhất thôi. Đầu panda cũng một bé luôn. Và chân mèo nè. Chân mèo này cũng đồng giá là 9k luôn nha mọi người. Chân mèo hàng rất là tốt luôn. Trái tim. Tim này cũng có giá là 9.000 luôn nè. À mình quên, đồng giá là 9k hết mà. Đó các bạn thấy không? Còn màu hồng với lại màu xanh. Và donut là mình còn 5 cái và những cái màu như thế này. Đầu tiên là màu hồng đậm nè, màu vàng, màu xanh lá và màu hồng nhạt. À không, hai cái màu hồng này nó cũng y như nhau ha. Đây màu hồng nhạt đây. Đó, có một cái lớp sô-cô-la rất là xinh ha. Tiếp theo là ở phía bên đây là mình có đầu gấu. Đầu gấu cũng còn một bé luôn. Nắm cầu mưa cũng một em. Và đây là combo chân mèo nè. Đây, hai cái chân mèo này không có bị lỗi gì hết. Thì mình chỉ vô combo vậy thôi. Hai cái chân mèo này thì có giá là 16k ha. Nếu các bạn mua lẻ sẽ có giá là 18.000. Mua hai cái này thì sẽ lợi được 2k. Một cái bánh khói. Bánh khói rất là to luôn. Lúc trước bán là giá 15k ấy. Một đầu panda. Đây là đầu panda trắng. Rất là cưng nè. Với lại một cái mạng thầu vàng luôn. Đây mạng thầu vàng ha. Tiếp theo là mình có đầu mèo. Đầu mèo là siêu mềm luôn. Rồi một bé bánh bao. Bánh bao nha. Một donut hoa. Một cái đầu bánh đa dẹp nè. Đây, đầu bánh đa dẹp. Và còn một bé bánh lát cuối cùng luôn. Bé bánh lát này bán rất là chạy hàng luôn á mọi người. Ok, và đó là hàng còn bên shop mình. Và video báo giá hàng còn của mình cũng đã kết thúc rồi. Bye bye mọi người.